bên nhau suốt đời. Anh tình yêu trong trái tim, người yêu hơi có hay, này là lời thì thầm em hát cho tình yêu. Trái tim ơi, từ đây khơi lên lối, từ nhau yêu nhau đi, dẫu có những trái đắng.
thắng chốt, và bởi vì như thế là dưới gia đình chúng tôi có sửa cơ dầu lên để đưa trình các cụ quan viên họ nội ngoại trên nhà gái. Cũng là để ngày lành thắng chốt thì dưới họ nhà trai chúng tôi có sửa cơ dầu lên để đưa trình các cụ quan viên họ trên nội ngoại nhà gái. Thế thì để xin mời đại diện ở bên họ nhà gái các cụ đứng lên để còn nhà trai chúng tôi xin chào lễ ạ. Để hôm nay ăn hỏi cho hai cháu. Để các cụ dâng lễ lên bái yết tổ đường. Là các cụ hoàn trai đã được hiểu nhất trí của hai gia đình. Đã được cơ quan chính quyền. Có hỏi mình à? Hai gia đình lúc này các cụ hoàn trai thì cây dầu. Với các cụ ở nhà trai thành phần hôm nay thì có ông trưởng họ nhà tôi là được công việc xuất được. Còn về phía cảnh gia nhà chúng tôi thì làm cái kiểu đông đây là 86 tuổi là canh trưởng của gia đình. Còn đây là cụ năm nay 84 tuổi, đây là của ngoại. Xin trân trọng giới thiệu các thành viên là mọi nhà trang của ông anh tôi cũng là canh của ông anh thứ ba là canh trên gọi là ông cụ cú ở đây thì phản đối như vậy tôi cũng là tất cả các bác lại có mặt ăn rau. Một là anh tôi là trưởng mặc cảnh cũng như thế là để tôi giới thiệu xin mẹ đẻ ra cháu Long để cháu Long là tôi để các cụ trên nhà tôi xin chào và xin chào để cho cháu gái trên nhà và mẹ tên là gì đấy tôi cũng trả rõ để xin mời hai bà lên đứng lên chào lễ để vườn cầu nhà em có
rụng trắng đêm trắng buồn. Hoa cau rụng trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn hạnh phúc đêm đêm là nhạc khúc êm đềm.
lấp lánh như ngàn tia nắng sưởi ấm cõi lòng em. Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời, muốn khúc ca còn êm ái cùng giấc mơ nồng say. Người về đây với hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào. Mình trong tay nắm tay một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ chúa.
trao nhau bao ngày qua nồng thắm. Từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương.
tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi. Tiếng cười ai ơi,
quá vui là dù thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mang sang thôi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời vẫn bên nhau như cao với trời đầy khăn đấm đội tóc đầy đôi guốc một mới chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh mừng em nhé hạnh phúc mừng anh nhé chân mây ưng hồng thuyền anh ra khơi bóng ngại chi mưa gió trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do ôi chan chứa bao tình ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hò em hỏi rằng vì sao sao em từ bông đùa thuyền anh mai về cho cá bạc đầy khoang ơ cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng lúa hàng chiều bông cho má hồng ra khơi khi chân mây ưng hồng thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa gió ơ hò trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa đời tự do ôi chan chứa bao tình tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng
chi sao em cứ bồng đùa, thuyền anh mai về cho cá bạc đầy hoang. Cá bạc đầy hoang để màu da anh giang hồng, lúa hàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biên sâu mà muôn trùng mà băng qua. Quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim bớt thở dài, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn thì nhìn dòng sông lướt trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sương nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mang con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong cho con tim hiến dâng, tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao, tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Sông lướt trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng những dấu chân qua, để thấy sức nóng mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mát con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình cho con tim hiến dâng, tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao, tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dài, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng, từng ngày sau
nhìn ở bên này ạ? Không có nhìn ở bên này. Kính thưa tất cả các vị quan viên tá họ, chúng qua sự tìm hiểu của hai cháu, sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay ngày này năm tốt với gia đình nhà họ nhà trai cũng có sự tư đầu để xin trên các cụ để vái yết tổ đường để xin cháu về làm dâu dưới nhà, để xin mời các cụ đại diện trên nhà nhận tư đầu để vái yết gia tiên. Kính thưa các cụ bên họ đại ta, kính thưa các cụ bên là gái, thưa toàn thể đại gia đình hai họ chúng ta, hôm nay là ngày cát. Thế trải qua quá trình một thời gian là hai cháu được phép của bố mẹ hai gia đình cho phép tự do tìm hiểu đến nay thời gian đã chín. Nhưng mà được chính quyền hai địa phương công nhận, hôm nay hai họ hai gia đình của chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ kết hôn cho hai cháu. Thế thì bây giờ thì các cụ bên họ nhà trai hôm nay đã đưa đoàn lên đây lễ để xin đón cháu về làm dâu con của các cụ dưới nhà. Thế thì các cụ đã giới thiệu rồi, thế qua về các cụ bên nhà trai, tôi thay mặt cho bên nhà gái trước tiên là cũng xin giới thiệu với các cụ để các cụ dễ tiếp xúc để trao đổi nói chuyện. Thì đây là cụ Phan, tức là cụ trường họ của gia đình tôi. Thế đó, các cụ tôi là ông Du, thế là chủ xếp của đứa này em.